Tổng thống Mỹ Joe Biden đến dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạ cánh tại Tây Ban Nha vào ngày thứ Ba 28 tháng 6 để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO quan trọng. Đây là nơi Phần Lan và Thụy Điển hy vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với nỗ lực gia nhập liên minh quân sự bị đình trệ của họ. Nhà Trắng đã xác nhận Biden sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là Tayyip Erdogan trong hội nghị thượng đỉnh của thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Sự kiện bắt đầu vào ngày thứ Ba và kéo dài đến thứ Năm ngày 30 tháng 6. Sự phản đối bất ngờ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với việc gia nhập liên minh của hai thành viên Bắc Âu là Thụy Điển và Phần Lan đã khiến hội nghị NATO lần này trở nên vô cùng nóng. Hai nhà ngoại giao NATO cho biết họ mong đợi Washington tìm cách phá vỡ thể bế tắc. Nếu thành công sẽ là sự thay đổi lớn nhất trong an ninh châu Âu trong nhiều thập kỷ. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc gặp hôm 28 tháng 6 với Thủ tướng Tây Ban Nha là Pedro Sanchez tại cung điện Moncloa trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO. Biden và Sanchez đã đưa ra tuyên bố vào buổi chiều trước khi tham dự tiệc tối tại cung điện Hoàng gia.